Xin chào các bạn, mình là Phương đến từ Đăng Phương Auto. Bên mình chuyên kinh doanh các thiết bị phụ kiện đồ chơi ô tô. Hôm nay bên mình thực hiện thi công lắp đặt bi gầm và TL dành cho xe Kia Sedato bản 2019. Như các bạn biết, đây là bi gầm của xe nguyên bản, bi gầm nguyên bản của xe Kia Sedato 2019 rất bé. Bên mình sẽ tiến hành lắp đặt sản phẩm, đấy là sản phẩm bi gầm GTL. Để mình cho các bạn xem. Đây là bi gầm đã được chúng tôi lắp lên, là bi nguyên bản của xe rất bé. Và chúng tôi đã tiến hành lắp đặt cho bộ bi to hơn này vào cái mặt giữa xe của bi gầm GTR, là bi gầm cho xe của Sedato 2019. Đây các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt. Sau khi lắp đặt xong, mình sẽ cho các bạn xem là tình trạng ánh sáng như thế nào, sẽ sử dụng như thế nào và hiệu quả sử dụng nó ra làm sao. Các bạn chờ đợi một ít phút. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với này Đăng Phương Auto. Chúng tôi vừa hoàn thành công việc lắp đặt bi gầm GTR trên xe Sedato bản 2019. Đây, bi to như thế này. Đây, các bạn có thể thấy là chúng tôi đã hoàn thành cái việc lắp đặt. Đây rồi, đây là đây em lắp đặt. Đối với này Sedato 2019 thì toàn bộ là mặt dưỡng, là không cần phải chế, bắt trực tiếp luôn vào đèn của xe luôn. Đấy, các bạn có thể quan sát ánh sáng như thế nào. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái ánh sáng như thế nào. Đấy, các bạn có nhìn thấy. Đấy, các bạn có thể thấy là đường cắt đi gầm. Đây là đường cắt của đi gầm. Rất sắc nét. Cho như vậy. Đấy, đây là đường cắt đi gầm. Có trên này là bóng vỏ than. Than cốt bóng nét rồi nhưng mà ánh sáng rất tối. Đấy, đây là đi gầm. Cái đèn là đá pha đây, đá pha. Đấy, khi đá pha lên thì ánh sáng được chiếu thẳng lên đây. Các bạn thấy là bóng là bóng 2 chế độ, đi 2 chế độ pha cốt, rất sáng đúng không? Để đặt hàng thì quý khách vui lòng truy cập vào website shopauto.vn hoặc các bạn truy cập vào fanpage Đăng Phương Auto, chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn.